Chào các bạn, mình tên là Toàn. Hôm nay mình làm video nói lại một lần nữa về cái thủ tục. Có một số bạn nhắn tin trên Facebook cho mình với cả trên YouTube ý, kênh mình hay làm ấy, thì là cái thủ tục mà của bạn thực tập sinh hoặc là Tokute Gino kết hôn mới đổi sang visa gia đình, nếu kết hôn với cái bạn kỹ sư. Thì có một bạn ấy làm thực tập sinh, chồng làm thực sinh, còn vợ thì làm kỹ sư. Thì hai bạn ấy muốn là đổi sang gia đình. Thì cái đầu tiên ấy của mình hướng dẫn mọi người ấy là, cái đầu tiên các bạn trong thời gian vẫn đang làm, các bạn phải làm thủ tục kết hôn trước. Thủ tục kết hôn thì ở trong trong web của mình với cả trên YouTube, các bạn vào phần video của mình là đều có hết, mình làm hướng dẫn rồi. Thì các bạn làm thủ tục kết hôn, sau khi làm thủ tục kết hôn xong xuôi, các bạn có giấy kết hôn sổ mai sổ, thì các bạn sẽ làm bước tiếp theo là xin nghỉ công ty hiện tại. Xin nghỉ công ty hiện tại nhé. Cái công ty hiện tại của các bạn ấy, thì các bạn xin nghỉ công ty hiện tại báo trước một tháng, thì để công ty nó sẽ làm thủ tục là các bạn sẽ lấy được cái giấy là cái giấy tay sơ cự sô mê. Tay sơ cự sô mê nhé. Tay sơ cự sô mê. Để lấy giấy tay sơ cự sô mê xong xuôi, thì các bạn làm cái giấy sau khi các bạn xin nghỉ, lấy cái giấy tay sơ cự sô mê, thì các bạn phải đồng cùng lúc đấy, các bạn phải làm cái giấy, mình sẽ đây là cái giấy là đôi sô mê sổ, là cái giấy đồng ý của nghiệp đoàn cho mình đổi visa. Thì kèm theo đấy các bạn viết bức thư để cho công ty hiện tại mình đang làm ấy cấp cho mình cái giấy đôi sổ mai sổ này. Mình cũng khuyên các bạn này nhé, nghiệp đoàn họ không cấp được cái giấy đôi sổ mai sổ này nhé, nên các bạn nhờ nghiệp đoàn không áp dụng. Mà nghiệp đoàn là một công ty môi giới ở Việt Nam ấy, thì sau khi các bạn đi ấy, khi mà các bạn nhờ nghiệp đoàn rất hay làm khó giấy các bạn, và dường như là sẽ không làm cho các bạn. Nghiệp đoàn nào tốt lắm thì họ sẽ làm cho, nhưng mà 90% nghiệp đoàn không làm hộ cho các bạn cái giấy đôi sổ mai sổ. Thì cái vấn đề này thì các bạn sau khi các bạn báo về công ty, nghiệp đoàn sẽ đẩy các bạn về Việt Nam nhé, sẽ đòi bắt các bạn về Việt Nam. Nhưng nếu visa các bạn còn, các bạn không phải về nhé, các bạn cứ xin nghỉ bình thường. Sau đến ngày cuối thì cái công ty mà đang làm các bạn đang làm ấy, nó sẽ bắt các bạn về. Các bạn bảo bây giờ tao đã lấy chồng lấy vợ rồi, thì bây giờ trong thời gian tao xin nghỉ, tao sẽ ở đây lại một tuần, tao xin đổi visa. Còn nó không cho thì các bạn cứ chuyển đồ thôi, xong đến chồng nhà và bạn vợ các bạn ấy, hai vợ chồng sẽ hai các bạn sẽ phải đến cái lên đại sứ quán lộp hồ sơ luôn. Cái người giả sử vợ chồng mình là thực tập sinh ấy, lên đại sứ quán lên à, lên 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 cái nơi mà lộp, lên cái chỗ mà lộp đổi visa ấy, lộp hồ sơ luôn, chuẩn bị là nếu mà chồng hoặc vợ thì làm kỹ sư thì làm cái giấy giai sơ cự sô mê, rồi các chứng minh tài chính, rồi giấy kết hôn, đấy, rồi thì là các cái giấy mà của cái người mà thực tập sinh ấy, là cái giấy tay sơ cự sô mê, còn cái giấy đồng ý kia mà nó không đồng ý cũng được, không sao cả. Nếu mà lúc mà không đồng ý, các bạn nên lên trên đại sứ quán bảo là bây giờ tao đã xin nghỉ công ty và ta cũng làm đơn, ta các bạn phải copy lại cái giấy mà xin đôi sổ ấy, là giấy đồng ý và cái giấy thư ấy, các bạn copy lại hết cho mình nhá. Sau các bạn cũng lộp cùng với cả lên đại sứ quán, và tao gửi đi rồi nhưng họ không đồng ý, họ không gửi lại cho tao. Bây giờ tao cũng nghỉ công ty, tao không liên quan gì cả, nên là mong mày giải quyết. Thì lúc đấy đại sứ quán nên lưu cảng ấy, nó sẽ có phương án. Nên các bạn không phải sợ gì cái nghiệp đoàn ấy, nghiệp đoàn không có tác dụng gì cả, nghiệp đoàn không có ảnh hưởng gì hết, liên quan gì đến cái việc nghiệp đoàn. Mục đích không cho các bạn như thế là bởi vì là như nào, là các bạn khi mà các bạn nghỉ công ty, các nghiệp đoàn sẽ mất một khoản tiền là quản lý, rồi thì lấy mất một số khoản tiền mà cái tiền môi giới, thì họ sẽ không đồng ý và họ sẽ tìm một cách làm khó với các bạn. Nhưng thực chất khi các bạn đi, các bạn đã mất một khoản tiền rất chi là nhiều đối với nghiệp đoàn đấy. Và khi các bạn nghỉ thì các bạn được quyền được nghỉ, cho các bạn kết hôn rồi, các bạn chuyển sang visa khác, visa gia đình, thì nghiệp đoàn không có tác dụng gì cả. Mà cái công ty mà các bạn đang làm nó sẽ cấp cho các bạn cái giấy đôi sổ mai sổ, thì các bạn chỉ cần gửi cái giấy đôi sổ mai sổ
đây nhá, cái giấy mình gửi, mình sẽ cho các bạn xem cái ảnh trên này nhé, cái đôi số với số và cái thư gửi cho cái công ty hiện tại các bạn làm ấy, người Nhật, công ty Nhật ấy, chứ còn nghiệp đoàn không tác dụng gì nhá. Mình đã làm rồi và đã ok, đã có giấy rồi đấy. Thế mong video này sẽ giúp cho các bạn hiểu qua về cái phương thức hiểu qua cái phương thức chuyển đổi visa nó như thế nào. Thì đấy, trước mình cũng bị như thế, và sau khi mình nhờ nghiệp đoàn làm việc rất chi là khó dễ, gây khó dễ, rồi bảo không được cái này cái kia, thực chất là họ không muốn. Nhưng mà sau khi mình viết thư và làm một tờ giấy gửi lên vừa công ty hiện tại đang làm của vợ mình ấy, thì họ đã cấp lại cái giấy đôi xô mây xô cho mình. Đấy, thì thực ra cái đấy nó cũng rất chi đơn giản, không có gì cả. Thì qua video này mình sẽ hướng dẫn mọi người như thế, thì cả các bạn mà Tokutegino cũng thế, để mà chuyển sang visa gia đình thì các bạn bắt buộc các bạn phải nghỉ công ty hiện tại và lấy giấy tai sự sô mê là cái giấy nghỉ việc. Đấy, xong rồi các bạn phải lấy lại hết các cái giấy như lên kim konyohoken là cái giấy bảo hiểm ấy. Đấy, các cái giấy đấy các bạn phải lấy lại hết nhá, lấy hết lại để khi mà các bạn làm tục chuyển sang visa gia đình, thì sau khi mà lấy làm chuyển sang visa gia đình thì chuyển sang visa gia đình ấy, thì cái công ty mà của vợ hoặc chồng các bạn làm kỹ sư ấy, thì họ sẽ làm cho các bạn tiếp theo lên kỳ hiện tại số lên kỳ đấy, họ sẽ trả tiếp theo lên kỳ tiếp theo, và cái hô kê cũng thế, họ sẽ cũng sẽ giả trả vào, sẽ lấy cái số mã số cũ ấy, và họ công ty hiện tại nó sẽ đóng tiếp cho các bạn, nên các bạn không phải lo, nhưng chắc là phải lấy lại nhá. À, cái hô kê thì không được đâu, lên kỳ thôi, còn hô kê thì là họ sẽ cắt đứt luôn, làm hô kê mới đấy. Nên các bạn không phải lo gì cả. Nên là cái việc xin visa, đổi visa sang gia đình là rất chi là dễ đối với những các bạn đang hiện tại đang ở Nhật nhé, thực tập sinh hoặc là các bạn ở Tokutegino chuyển sang gia đình ấy, ở Nhật ấy, thì các bạn sẽ được nhận visa luôn trong vòng một tháng luôn, trong vòng tháng tầm khoảng 2 tuần là các bạn đã có visa mới rồi, là visa đổi sang visa khác. Nên là các bạn không phải về Việt Nam nhé, nhưng các bạn trước tiên các bạn phải là có giấy kết hôn trước đã, làm thủ tục kết hôn ở Việt Nam, không phải về Việt Nam sau khi mà đổi visa xong xuôi, có thời gian về Việt Nam thì lúc sau nhé. Vậy qua video này thì mình cũng mong là một số các bạn xem được video này sẽ có cái phương hướng và cái cách làm hồ sơ làm sao cho đỡ bị động nhé, đỡ bị nghiệp đoàn bắt lạc nhé. Đấy, thì các bạn có thể vào cái trang web của mình, trang web mà toanjapan.com, các bạn có thể download các file cần thiết về rồi làm thủ tục trên đấy, mình đã tính kỹ rồi. Thì chúc mọi người thành công nhé, mọi người có ý kiến gì sẽ cho mình comment ở dưới rồi mình sẽ làm video hướng dẫn mọi người. Chào mọi người.